Chào mừng các bạn đến với kênh Việt Nhạc Center. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cây guitar điện G100. Thì cái dòng series G này nó có rất là nhiều nha, G100, G110, 250 v.v. Nhưng mà mình sẽ giới thiệu cái mẫu G100 này cho các bạn nè. Thì cái mẫu này thì giá thành nó vừa phải hợp lý, nên là được các bạn sinh viên mua rất là nhiều. Đó. Thì cái dòng series này nó sẽ có 3 màu: màu đỏ nè, màu đen, màu nâu. Đó. Trong thùng đàn á, thì nó có hai cái lục giác để cho mấy bạn chỉnh nè, tay chỉnh cần nè, một cái lớn một cái nhỏ nè. Đó. Thì hôm nay mình sẽ khui cái cây màu đen cho các bạn. Cái cây màu đen này thường mấy bạn sinh viên sẽ kiếm nhiều nè, nhìn nó sang, nó bắt mắt. Đây. Thì với cái này là nó có 22 ngăn. Đó, đây là phần trên của nó nè. Đó, khóa inox. Đây, cái model của cái đàn nè. G100. Đó. Cái này nó cũng như những cái dòng G khác, cái cổ nó là cổ cứng luôn, nên khi mà mấy bạn chơi nó sẽ cho ra âm thanh sắc nét. Đó. Đây là cái jack 6 ly nè. Bạn ghim jack vào đây để chơi ra âm ly nè. Volume nè, lên tông xuống tông. Thì cái này nó cũng có 3 chiều luôn. Đó. Trước nè, mặt sau. Cần của nó tháo rời được nha các bạn. Đó. Thì ở giữa cái cần này nó có phủ một cái lớp lên. Khi mà các bạn chơi á, các bạn mà có lướt ngang nó sẽ không có, nó rất là mềm mại. Đó. Đó, nó làm rất là đẹp. Mình sẽ cho các bạn coi tổng quan của nó. Trước nè, mặt sau nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu mà các bạn thấy muốn xem những video nè, mấy bạn cứ comment ở dưới để mình review những sản phẩm tiếp theo cho các bạn. Cảm ơn các bạn.